siêu thị Tài Gia, trung tâm mua sắm Tài Nhà. Theo các chuyên gia cho rằng, tập gym là phương pháp nhanh nhất để có một thân hình hoàn hảo, rạng ngời và trẻ trung hơn. Những người tập gym thường xuyên có tác dụng giảm stress và một lối sống lành mạnh. Hiểu được điều đó, siêu thị tại gia.vn đã chính thức giới thiệu thị trường các dòng máy tập gym chuyên dụng. Trong đó, ghế đá treo tay sau Elite là sản phẩm hoàn hảo để rèn luyện cơ bụng, cơ tay săn chắc, hấp dẫn và lôi cuốn. Giá vô cùng hấp dẫn, giảm 27% chỉ còn 5.490.000 đồng. Sản phẩm được bảo hành 1 năm, bảo trì trọn đời. Ghế được thiết kế với 4 chân đứng được bọc đế cao su. Điểm lợi thế mà khách hàng luôn hài lòng về sản phẩm là khung sườn máy được thiết kế bằng thép chịu lực cao, độ bền trên 20 năm. Kiểu dáng mạnh mẽ, có thể tập bụng trên, bụng dưới, tập cơ tay hiệu quả, nhanh chóng. Tay cầm, giá đỡ đều được bọc niệm bảo vệ. Đây là sản phẩm tập gym chuyên sâu cho vùng bụng, loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng, tạo dùng bụng 6 múi săn chắc quyến rũ. Tập cơ tay mạnh mẽ giúp mang lại thân hình hoàn hảo mà bạn thầm mong ước. Hãy gọi đến 1800 1552, nhanh tay lên nào. Trải nghiệm mua sắm và thanh toán nhanh nhất tại siêu thị tại gia.vn. Thanh toán COD, thanh toán ATM hoặc chuyển khoản. Cam kết giao hàng trong vòng 24 giờ nội thành và miễn phí lắp đặt tại nhà trên mạng lưới toàn quốc. Hoàn thiện 100% trong vòng 3 ngày nếu không hài lòng về sản phẩm. Đổi trả trong vòng 15 ngày nếu bị lỗi từ nhà sản xuất. Siêu thị đại gia.vn tự hào là nhà cung cấp uy tín hiện nay với nhiều giải thưởng xuất sắc và chế độ hậu mãi chuyên nghiệp, tận tình, chu đáo. Chi tiết liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1800 1552. Giảm giá 27% chỉ còn 5.490.000 đồng. Giảm 27% chỉ còn 5 triệu. Giảm 27% chỉ Giảm 27% chỉ còn 5.490.000 đồng, bảo hành 1 năm. Giảm 27% chỉ còn 5.490.000 đồng, bảo hành 1 năm.